Thật sự đây là một quãng thời gian rất là quý giá đối với Hải, vì Hải được thay đổi cái không khí cũng như môi trường để mình có thể nạp lại được những cái năng lượng tốt nhất để mình có thể bước tới những cái mục tiêu sắp tới trước mắt của mình. Thực ra đây Hải với huấn luyện viên Park đã cùng nhau thảo luận và có những cái thực ra đây là mong muốn của bản thân Hải, vì Hải luôn luôn có mong muốn rằng được có thể được thi đấu ở bất cứ một giải đấu nào mà khoác trên mình màu áo đội tuyển quốc gia, và với bất cứ giải đấu nào mà tập trung đội tuyển, Hải sẽ có mong muốn được thi đấu, và đấy là cái sự khát khao của Hải. Nhưng mà chắc chắn rằng thì cái việc mà có về thi đấu ở AFF hay không thì việc đấy sẽ phụ thuộc vào việc mà Hải sẽ có những bước làm việc với câu lạc bộ chủ quản của mình. Thực sự thì như mọi người biết thì Hải đang trong quá trình mà thích nghi và để phù hợp với cả lối chơi của câu lạc bộ, và Hải nghĩ rằng là mọi thứ vẫn đang ở trước mắt và Hải đang phải cố gắng thích nghi thật là tốt và phù hợp với lối chơi mà ban luyện đề ra. Hải nghĩ rằng là ở trận đấu ngày mai thì nếu mà được giao nhiệm vụ thì Hải sẽ cố gắng thi đấu thật là tốt, và vẫn như cái tinh thần của toàn đội như trận đấu trước là sẽ cố gắng giành một kết quả tốt nhất để dành tặng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Okay. Thấy có dấu hiệu nguy hiểm là phải đề phòng đây. Vừa nói phải liếc. Hồi chiều em hỏi là ai ai ra quay kêu ca lát, em không đem áo ra cho anh, em cầm mẹ lên công ty. Ủa lát lát có lên công ty không? Có. Trinh không có nhắn em lại hả? Cùng Cool vận động mỗi ngày, thu thập thẻ Cool nhận quà từ Cool. Sang thẻ quà Cool trong mỗi lốc sữa Cool bất kỳ. Tích lũy 24 thẻ đổi ngay một quà cầm tay Cool, thổi bay cơn nóng mùa hè. Tích lũy 36 thẻ quà Cool đổi ngay một ba lô hoodie Cool, không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa. Tích lũy 40 thẻ quà Cool đổi liền tay một bóng phản quang Cool, thỏa sức vận động cả ngày.
săn thẻ siêu vận động, đổi một đôi giày Patin Cool siêu ngầu. Cực sốc, săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Săn quà Cool ngay thôi các bạn ơi!